Your Xin chào tất cả các bác yêu audio. Vậy thì hôm nay tiếp tục làm cái video này để em review thêm cái hộp kết nối cho dây loa. Hệ thống hôm nay thì được test với cả đôi loa Goldman cộng với cả con Omni Audio Innova. Cái hệ thống này hôm trước đã test một lần rồi đúng không? Test một lần với cả con Omni Audio Innova rồi và đôi Goldman này rồi. Nhưng hôm đó thì chưa có cái hộp kết nối cho dây loa. Vậy thì hôm nay có cái hộp kết nối cho dây loa. Thì không biết các bác nghe qua video có dễ cảm nhận hay không. Nhưng mà các bác này em ngồi trước nó thực sự là hôm nay tất cả các giải tần được mở rộng rất lớn, nghe cực đã cực rõ. Và các bác như vậy thật đúng là tuyệt vời đấy. Nghe nó khoái, nghe nó đã lắm, nghe nó rộng mở, nó không bị
nó không bị bó hẹp các cái giải tần lại, nghe nó rất là thanh thoát, nó thoát ra hết toàn bộ những cái gì nó cần phát huy, nó nghe nó rộng mở, nói chung lại nghe nó rộng mở, nghe nó có cảm một cái cảm giác mà khiến cho người nghe cảm thấy rất là khoan khoái và rất là thôi thúc người nghe, nó rất là thích. Và các bác như vậy thật là tuyệt vời đấy. Các bác là cái hộp này được thiết kế rất là xinh xắn, dây rắc kết nối đầy đủ, rất là đẹp, tiện lợi. Các bác chỉ cần về mua về rút cắm rút cắm. Ở cái thời điểm này em sẽ bán với giá 3 triệu cho một cặp như thế này để em lấy phản hồi từ khách hàng. Và các bác vậy, nên là em sẽ để cái giá ở thời điểm hiện tại là chỉ có 3 triệu cho một cặp này thôi. Các bác mua về, các bác thưởng thức và các bác hãy cho lại cái feedback. Đấy. Rồi, ok. Về cái video để review thêm về cái hộp kết nối cho dây loa ngày hôm nay của em đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.